Hello, hello, rất là vui gặp lại chị nhà đầu tư trong cái video tiếp theo của Đạt Capital Stock Finance. Đạt Capital, chúng tôi số 2, không ai số 1. Và cũng cả rất là cảm ơn chị nhà đầu tư đã xem qua cái video của em. Và nếu trường hợp anh chị nhà đầu tư mới đến kênh thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh, hoặc anh chị nhà đầu tư đang xem qua cái video này thì cũng mong anh chị cho em xin một like và một comment và một đăng ký kênh. Ok, trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy một kịch bản khi mà VN Index lại tiếp tục có những phiên thử thách quanh vùng 1080, và sau đó thì nó có những cái sự điều chỉnh tiếp tục vào lúc sau 2 giờ. Thì đa phần những sự điều chỉnh này đến từ việc tác động khá là mạnh vào thị trường phái sinh, và là nó làm cho thị trường phái sinh ngày hôm nay cũng có một cái lượng sọt khá là mạnh. Và tuy nhiên sau 2 giờ 15 thì nó có một cái lực kéo lên. Vậy thị trường nó sẽ đi về đâu và cổ phiếu nào chúng ta có thể là chúng ta sẽ mua được, thì cũng rất là mong anh chị xem hết cái video ngày hôm nay. Trở lại với thị trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy một cái tiêu điểm chính của thị trường là một cái biên của VN Index lại tiếp tục giống như cái biên của ngày hôm qua, nó sẽ nằm quanh ở vùng 1071 đến 1079. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy về một cái khối lượng thanh khoản của thị trường nó sẽ tầm ở cái mức là khoảng là 19.000 tỷ anh chị. Toàn cảnh thị trường là khoảng 19.000 tỷ. Trong khi đó thì sàn HOSE, chúng ta thấy một cái sự bán ròng khá là mạnh, một cái sự bán ròng khá là mạnh của nhà đầu tư tổ chức. Và trong đó những nhà đầu tư tự doanh thì ngày hôm nay mua cũng cũng khá là nhẹ, và nhà đầu tư nước ngoài thì bán khá là mạnh 400 tỷ. Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân thì họ cân tất anh chị, nhà đầu tư cá nhân thì họ cân rất là mạnh. Trong khi đó những cái vùng bên dưới nè, ở đây mình sẽ đi qua một cái sơ lược, những vùng bên dưới này đa phần là nhà đầu tư cá nhân họ đang bán ra đúng không, nhưng mà lên vùng này thì bắt đầu họ quay lại họ mua. Thì nhờ họ mua tại vì kỳ vọng vào một cái nhịp tăng mới của VN-Index khi mà nó đang đi trong một cái kênh ngang như vậy. Vậy ngay tại thời điểm này thị trường nó sẽ như thế nào? Thì đối với mình á, là VN-Index á, sẽ cần phải có một đến hai phiên nữa test lại ở cái vùng 1080 này. Tuy nhiên thì mình vẫn kỳ vọng nha, mình vẫn kỳ vọng là VN-Index nó sẽ tiếp tục nó vượt ra khỏi vùng này. Và nếu trường hợp VN-Index nó vượt ra khỏi vùng này thì những anh chị đang cầm hàng chắc chắn sẽ thắng, chắc chắn sẽ thắng đó. Và cái đến nữa thì nó cũng sẽ tác động trực tiếp đến những nhà đầu tư đang cầm cash và những nhà đầu tư đang có tiền ở trong những tài khoản ngân hàng đang chuẩn bị đáo hạn đúng không. Anh chị có thể đọc những bài báo đó thì anh chị cũng thấy có những cái đáo hạn, thì có thể là nó sẽ là những sự kích thích, và nó sẽ là khi mà nó vượt được á, thì nó sẽ là một cái sự kích thích và nó sẽ là một cái nhịp đẩy cho những cái cổ phiếu nó tăng giá. Đó thì trong cái tuần này thì có thể cụ thể là trong hôm nay ngày mai thì nó sẽ có một cái tin cũng khá là quan trọng. Ngày hôm nay thì chúng ta để ý và chúng ta thấy là Hạ viện Mỹ cũng đã công bố về sẵn sàng bỏ phiếu về cái dự luật là nâng trần nợ công của Mỹ. Nó cái phần mà nợ công của Mỹ thì nó tầm ở khoảng là 31,4 ngàn tỷ đúng không anh chị? Đó thì ngày hôm nay là được 7 phiếu thuận và 6 phiếu chống, thì cơ bản là đã thì nó ủy ban quy tắc Hạ viện Mỹ đã thông qua các quy tắc cho phép toàn bộ Hạ viện tiến hành tranh luận và bỏ phiếu về dự luật nâng trần cái phần mà mức nợ công này, và nâng trần mức nợ công này đúng không? Thì có thể là cụ thể là trong cái Hạ viện này sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 31 tháng 5 theo giờ Mỹ nha. Nếu được Hạ viện thông qua thì dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện, thì đa phần nếu trường hợp mà Hạ viện mà thông qua thì có thể là Thượng viện nó đã thông qua luôn rồi đó. Dự luật này cần được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 5 tháng 6 đúng không? Thì cho nên là chúng ta sẽ còn phải đợi nha anh chị, còn phải đợi là VN Index có thể là từ đây đến đó thì có thể là nó sẽ còn lăn tăn đi lên đi xuống, đi lên đi xuống cũng khá là nhiều đấy. Đó thì chúng ta sẽ còn phải đợi. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá một kịch bản tăng nha, mình vẫn kỳ vọng một cái kịch bản tăng của VN Index ở vùng này. Có thể là nó sẽ lên, theo mình là có thể là nó sẽ có những cái nhịp thì nó có thể lên được ở vùng trên đây. Đây chúng ta sẽ có một cái nhịp lên, đây nó sẽ có một cái nhịp lên ha, nó sẽ có một cái nhịp lên thì nó sẽ nằm ở quanh quẩn, nó sẽ nằm là quanh quẩn quanh những cái vùng này. 1.000 trước đi ha, 1.001 trước thì chúng ta sẽ đi từ từ. Chứ ngay tại vùng này mà mình thôi 1.500, 1.600 thì nó sẽ hơi là vớ vẩn, cho nên là chúng ta sẽ đi từ từ thôi. Thì cũng rất là mong anh chị là xem video và đồng hành cùng mình trong một thời gian dài, thì chúng ta sẽ thấy được cái cách tư vấn cũng như là cái cách view thị trường và cái cách mà hướng dẫn anh chị giao dịch cho nó hiệu quả nhất đúng không anh chị. Đó thì chúng ta sẽ thấy về một cái kênh này thì chúng ta sẽ thấy những cái kháng cự quanh vùng này có thể là nó sẽ lên 1.001, có thể nhiều trường hợp mà trong một cái kịch bản uptrend nha thì có thể là nó sẽ lên được 1.001, sau đó thì nó giật về là 1.075,
sau đó lại đi ngang ở những vùng này đó, đúng không? Sẽ đi ngang ở những vùng này và sau đó thì nó lại giật lên 1180 vào cuối năm thì như thế nào, đúng không? Cơ hội vẫn còn khá là nhiều, cho nên là cái cơ bản này, cái trend của nó thì vẫn còn. Trong một kịch bản đẹp thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường trendline màu hồng, đúng không? Thì như vậy thì tiếp tục là những kịch bản đi ngang. Nếu trường hợp bây giờ nó lên 1100 ở những vùng này đây đó, thì mình vẽ một kịch bản cũng khá là đẹp đấy, đi ngang vùng này đúng không đó, sau đó thì nó lại test đây mà nó lại chạm vào một cái vùng hỗ trợ ngay chỗ này đó, và cái thứ hai nữa là có một cái trend đây nó bật lên và như vậy thì nó tăng lên vùng này thì khá là đẹp nha. Trước đó hai cái phân tích của mình thì mình có nói những cái cổ phiếu mà dòng ngân hàng nó hoàn toàn nó có những cái điểm sáng khá là quan trọng, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta để ý một cái von và cũng khá là mạnh, đối với có thể nói ở đây chúng ta để ý và chúng ta thấy cái von của ACB. ACB thì nó có một cái von cũng khá là khủng đấy. Thì chúng ta sẽ dò qua lại cái ACB, nó có một cái von khủng và lúc nào nó đóng một cái nến ngay tại thời điểm mà 19 tháng 2 2021, là cái thứ nhất. Ngay tại thời điểm nào ạ? Ngay tại cái thời điểm một cái von khủng nữa là 30 tháng 7 2021, một cái von khủng nữa là ngày 7 tháng 2. Thì đa phần khi mà nó đóng cái von này thì trong một cái kịch bản ba cái cây voi mà tăng như vậy thì như nào ạ? Ba cái cây voi mà tăng như vậy thì đa phần nó nằm ở phần mà chia cổ tức, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái cây voi này á thì nó sẽ tập trung khá là nhiều ở trong năm 2021, tập trung cho một cái nền là đã tăng giá rồi, nó đã tăng giá rồi và nó tạo thêm một cái nhịp uptrend mới, nó tạo thêm một cái nhịp uptrend mới. Còn ngay tại những cái vùng mà 2021, 2022 thì nó là bắt đầu là tạo đỉnh đó. Thì hiện nay cái cổ phiếu ACB này cũng đang mấp mé những cái vùng đỉnh mà ngàn tư nè, ngàn tư. Thì với cái việc mà nó nằm ngay những vùng đỉnh ngàn tư mà với một cái vol to này thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên thì nó là một cái sự tích cực anh chị, khi mà nó có một cái sự tích lũy này và ngày mai là bắt đầu là nó có chốt cái quyền mà nó chia cổ tức nữa, đúng không? Nó chốt cái quyền mà nó chia cổ tức nữa, cho nên là những cái con này có thể là kỳ vọng là có thể là nó sẽ tăng được nha. Mình vẫn kỳ vọng là những cổ phiếu này nó vẫn còn tăng được khá là ngon. Ngày hôm nay nó vẫn có một cái nhịp kéo ATC khá là mạnh đây, một nhịp kéo vào lúc ATC đúng không chị? Một nhịp kéo ATC khá là mạnh. Và kế đến nữa thì cổ phiếu TP Bank cũng là một cái cổ phiếu ngân hàng có điểm sáng khi mà ngày hôm nay nó tăng giá tiếp tục. Là những cổ phiếu này thì mình có khuyến nghị đúng không anh chị, có thể ăn hai dòng ba dòng rồi sau đó mới thoát hàng đó, rất là đẹp. Cho nên những con này thì đến giai đoạn này thì mình chỉ chủ yếu là nắm giữ thôi, chủ yếu là nắm giữ nhiều hơn là việc mà chúng ta mua mới nha. Rất là khó để mua mới. VIP thì ngày hôm nay là tiếp tục chạm kháng cự bán xuống, tuy nhiên với một những cái cổ phiếu mà nó đang nằm ở những cái nền như vậy thì vẫn hoàn toàn có thể mua được, giống như là VP Bank nè, đúng, nó cũng có một cái nhịp điều chỉnh thôi. Cho nên là giai đoạn này anh chị cầm hàng VP Bank thì có thể canh mua thêm chứ thôi, chứ lưu ý là đừng có bán ra nha. Những cổ phiếu này thì bắt đầu là nó giảm 10% rồi đó, trước đó thì nó cũng giảm tương tự đây, một nhịp trên đây thì nó giảm về đây nó cũng là 16% đúng không, nó giảm 16% sau đó lại điều chỉnh. Mình tính từ lúc mà cao nhất nha, mình tính từ lúc cao nhất về đây đó, thì 11% rồi. Đó thì sau đó thì nó tạo ra hai đáy và nó kéo lên cũng khá là ngon đúng không. Sắp tới thì nó cũng sẽ có những cái tin về chia cổ tức giống như cổ phiếu ICB thì mình vẫn kỳ vọng có thể nó sẽ tiếp tục nó tăng đấy. Và cái đến nữa là cổ phiếu MBB, một cái B con này, những cổ phiếu này thì khá là nặng mông đúng không. Tuy nhiên thì cái nền giá của nó thì vẫn còn chơi được anh chị ha, vẫn còn chơi được, những cổ phiếu này mình vẫn mua được. Tuy nhiên thì nó sẽ khá là nặng mông và mình phải kỳ vọng vào một cái nhịp tăng của nó thì rất là khó. STB ngày hôm nay khi tiếp tục chạm một kháng cự rồi, kháng cự xong bị bán xuống, là cơ bản thì những con này mà những vùng bên dưới này thì vẫn có lãi đúng, nói chung thì không nhiều, cho nên là những cổ phiếu này thì chỉ chờ chỉnh mạnh thì chúng ta mua được. Techcombank vẫn nằm trên cái nền giá này nha, vẫn nằm trên nền giá này thì cơ bản là Techcombank thì vẫn còn khá là ngon. Thì những cổ phiếu này chờ thôi, chờ tiếp tục là nó tăng thôi đúng không? VIP thì đã phân tích rồi đúng không? VIP Bank, Techcombank thì vẫn có thể mua được. CTG, CTG thì vẫn đi ngang rồi, nhưng con này đi ngang rồi mà ngày hôm nay thì nó vẫn kéo lên trên cái đường MA này. Có thể là những dòng ngân hàng là những phiên tới nó sẽ kéo anh chị ha, thì đa phần là như vậy. Còn việc mà cái rổ mà VN30 nè, cái rổ VN30 thì ngày hôm nay chúng ta thấy là nó có một cái sự chạm vào cái vùng mà MA20 sau đó đánh gãy đúng không, cũng tạo ra một lực bán khá là mạnh, sau đó thì lại kéo về, sau đó thì lại kéo về. Thì cơ bản những cái cổ phiếu ở những cổ phiếu trong rổ VN30 á, thì mình thấy hấp dẫn nhất chỉ có dòng ngân hàng thôi. Còn những cái cổ phiếu này thì khác thì mình cũng không thấy hấp dẫn nhiều. Vì điển hình thì giống như chúng ta đi qua VAC đi, VC thì những cổ phiếu này thì nó cũng chỉ bắt đáy thôi, nhưng mà nó khá là nặng mông và nó đi ngang là nhiều hơn. Cái đến đó là Vinthom.
Vinhome thì ngày hôm nay cũng bị bán xuống rồi đúng không? Masan đa phần là trụ rồi bị bán xuống khá là mạnh đấy. SRB cho nên là nó chỉ kỳ vọng vào một cái nhịp hồi thôi. SRB ngày hôm nay có sự hồi phục nè đúng không? Và sau hai phiên quanh 155 thì ngày hôm nay kéo nè, kéo hồi phục thôi chứ cũng không không phải là một nhịp uptrend. Thì gas đó, gas thì cũng chưa phải là một nhịp uptrend đâu đó, cho nên là giai đoạn này thì khi mà cái dòng tiền mình có thể lý giải tại sao mà penny và midcap nó hay tăng trong giai đoạn này, tại vì là cái dòng tiền á là nó không vào những cái cổ phiếu trụ, tại vì cái chạc của những cái cổ phiếu trụ này đang có những cái vấn đề là chưa tạo ra được một cái nền tích lũy đi ngang và uptrend, cho nên là cái nhịp, tại vì những cổ phiếu trụ này nó đã kéo từ những giai đoạn mà 874, 875 kéo lên 1.001 rồi, cho nên là những giai đoạn này nó cũng rất là khó để nó kéo tiếp đó, thì cho nên là chúng ta phải để ý về những cái cổ phiếu này nha. Cho nên là dòng VN30 thì mình cho thấy là chỉ có những cái dòng cổ phiếu trụ là có thể là mua được, còn những cái cổ phiếu mà bất động sản thì đâu đâu còn nhịp mua đó anh chị, đi như DG đúng không, DG mình cho khá là nhiều anh chị mua 12 13 rồi, đất xanh nè cũng tương tự anh chị ha, đất xanh ngày hôm nay bị bán ATC rồi, khi mà test lại đỉnh rồi, test lại đỉnh bị bán cho nên là rất bình thường anh chị. Hà Đô thì ngày hôm nay là sau nhiều phiên test đỉnh trước đó đúng không, nó đi ngang một lèo nhiều phiên test đỉnh và ngày hôm nay nó vượt xong lại test tiếp nè đó, cho nên là những con này thì mình vẫn còn có thể là mình cầm hàng được nhé. KBC cũng khá là đẹp đây, KBC bữa giờ chưa tăng nhưng mà nó đang tạo ra mô hình hay, hai đáy đây nè, một những mô hình nó đang nằm phía dưới này đúng không, khá là giống nè, đây nè khá là giống nè, cho nên là cơ bản những con này có thể là nó sẽ còn kéo tiếp đấy anh chị, lưu ý về những cổ phiếu giống như KBC nha, KBC dòng khu công nghiệp nha. IDC cũng khá là ngon đây, IDC thì cũng kỳ vọng một nhịp tăng nha, cho nên là những cổ phiếu khu công nghiệp nếu trường hợp mình còn thì mình có thể giữ được đó, mình có thể giữ được. Và ngày hôm qua thì mình có khuyến nghị trong room mình cổ phiếu DRH đúng không, đó trong room cộng đồng thôi chứ mình cũng không có khuyến nghị đánh về những cổ phiếu này nhiều, tại vì mình thấy cái vol nó rách như mới vol to vậy, chứng tỏ là có một dòng tiền lớn room rồi. Cho nên là mà ngày hôm nay thì nó trần khá là ngon đúng không, ai có hàng thì cũng xin chúc mừng anh chị. Đa phần thì cổ phiếu trong giai đoạn này thì mình chủ yếu là mình vẫn nhắc anh chị là nên mua đỏ và bán xanh thôi, và chủ yếu nên tập trung vào dòng ngân hàng nhiều hơn thì nó sẽ an toàn hơn, còn những dòng khác thì giống như là VND thì ngày hôm nay cũng không tăng nhiều đúng không, hoặc là C2 nè, C2 thì ngày hôm nay cũng tăng khá là mạnh đúng không, tăng khá là mạnh vào buổi phiên sáng, phiên chiều là bị bán xuống ngay, thậm chí đỏ luôn, có những lúc quay về 17.5 nữa, cho nên là những giai đoạn này nó chạm những vùng này rồi cũng cũng rất là khó nha anh chị, rất là khó. XY ngày hôm qua thì mình nói là cũng chưa tăng thì ngày hôm nay là đỏ. Nam Kim rồi cũng tương tự anh chị ha, phá sáng tăng được một tí xong rồi lại giảm, đa phần thì nó cũng rất là yếu chị, thị trường giai đoạn này phải đãi các tiền vàng mới mua được. Hoa Sen ngày hôm nay có một cái vol bán khá là mạnh đúng không anh chị, vol vol to như vậy và cái vol này cũng gần như là một cái vol lịch sử nha, gần như là một cái vol lịch sử của Hoa Sen đúng không. Đó thì hôm nay rất là nhiều những cổ phiếu mà em review trong đây là có những cái phiên mà khớp lệnh lịch sử đó, giống như TP Bank ngày hôm nay cũng có khớp lệnh lịch sử này, vol khá là to đó, cho nên tùy vào những việc mà cái vol to mà nó tăng điểm thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua, còn vol to mà nó giảm điểm thì chúng ta không nên nha, không nên mua. Thì video của mình thì đến đây cũng hơi dài thì thôi cũng xin kết thúc tại đây. Anh chị cần hỏi về mã cổ phiếu nào thì có thể liên hệ em để em hỗ trợ anh chị được tốt nhất nha. Mình luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị và là hỗ trợ tư vấn anh chị là miễn phí hết. Và anh chị thấy trong cái giai đoạn này là VN nó đi ngang thì chúng ta chọn lọc được cổ phiếu tốt thì chúng ta mua thì khá là ngon, và mình cũng may mắn là mình tư vấn trong những giai đoạn trước đó thì mình chỉ view tăng thôi, cho nên khá là nhiều khách hàng của mình có lãi rất khá là tốt trong giai đoạn này, tại vì vẫn giữ được hàng chứ không phải là bán sạch nha. Ok, thì đó là một số view và nhận định của em cho thị trường chứng khoán ngày 31 tây tháng 5 và phiên kế đến ngày 1 tây tháng 6. Một tháng mới thì cũng xin chúc anh chị gặp được rất là nhiều là sức khỏe nè, may mắn nè, và thành công cũng như là giao dịch tới đâu thì tiến tới đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.